Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đài đề tài của hôn nhân. Ý nghĩa hôn nhân là gì? Sự liên quan đến hôn nhân, tình trạng đã kết hôn hoặc những người đã kết hôn. Sự khác biệt giữa kết hôn và hôn nhân là gì? Kết hôn là tình trạng hoặc nghi thức kết hôn. Hôn nhân là sự kết hợp, hợp pháp hoặc chính thức của hai người. Trạng thái đã kết hôn. Hôn nhân thánh thường là từ được sử dụng trong bí tích hôn nhân trong các nhà thờ Cơ Đốc giáo công nhận bí tích này. Mục đích của hôn nhân là gì? Bí tích hôn phối là một mục cam kết lâu dài của một người nam và một người nữ về mối quan hệ đối tác suốt đời, được thiết lập vì lợi ích của nhau và sự sinh sản của con cái họ. Hôn nhân có phải là một điều tôn giáo không? Trong lịch sử, hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người và hai gia đình. Trong nhiều nền văn hóa, đó là một giao dịch kinh doanh hơn là về tình yêu và sự cam kết. Bất kỳ lý do tại sao một cuộc hôn nhân xảy ra, nó cuối cùng vẫn là sự kết hợp hợp pháp của hai người. Làm thế nào để bạn sử dụng hôn nhân thánh trong một câu? Những người đàn ông và phụ nữ sống với nhau mà không có lợi ích của hôn nhân thánh thiện được yêu cầu phải kết hôn ngay lập tức. Tuy nhiên, nhắc đến những người nhắc lời, nhớ rằng hôn nhân thánh thiện đã có một chặng đường khá khó khăn trong nghệ thuật và văn hóa vĩ đại. Tại sao hôn nhân quan trọng đối với Đức Chúa Trời? Hôn nhân khiến bạn trở nên thánh. Vì vậy, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân vì nhiều lý do thật tuyệt vời. Mối quan hệ, sự gần gũi tình dục, sinh sản, an ninh, hỗ trợ và nhiều hơn nữa. Nhưng những mối quan hệ đó, Đức Chúa Trời đang hướng chúng ta trở lại với Ngài. Nhưng hôn nhân cũng chỉ vợ chồng trở lại với Chúa. Hôn nhân có phải là một bí tích của sự phục vụ không? Danh sách 7 bí tích thường được sắp xếp thành 3 loại. Các bí tích khai tâm vào trong giáo hội thân thể của Chúa Kitô, bao gồm rửa tội, thêm sức và thánh thể. Các bí tích chữa lành bao gồm sám hối và sức dầu người bệnh. Các bí tích phục vụ truyền chức thánh. Kinh Thánh nói gì về hôn nhân thánh? Apeso, đối với những người chồng, điều này có nghĩa là phải yêu vợ mình giống như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Ngài đã từ bỏ mạng sống của mình vì hội thánh. Sáng thế ký, vì vậy một người nam phải lìa cha mẹ mình và kết hợp trở nên một thịt. Hôn nhân có được đề cập trong Kinh Thánh không? Trong Kinh Thánh không có nghi lễ kết hôn, cũng như không có quan chức nào, linh mục hoặc người khác chủ trì. Không có quy trình của chính phủ. Có hai thời điểm mà một người phụ nữ có thể được cho là nhậm bọn và chồng mình. Đầu tiên có một giao dịch giữa cha cô và chồng sắp cưới. Đức Chúa Trời coi một cuộc hôn nhân là gì? Trong tâm của thiết kế của Đức Chúa Trời, cho hôn nhân là sự đồng hành và thân mật. Bức tranh trong Kinh Thánh về hôn nhân mở rộng ra một điều gì đó rộng lớn hơn nhiều.
với mối quan hệ vợ chồng minh họa cho mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Nó cũng được xem xét trong sự xuất hiện thực tế của nó, đôi khi liên quan đến thất bại. Hôn nhân có phải là một thành tựu không? Là vợ chồng không phải là một thành tích. Tuy nhiên, nó có thể dành cho những người đã có thể kết hôn sau khi vượt qua một số trở ngại, chống đối và khó khăn. Vâng, đó có thể là một thành tựu. Kết hôn và hạnh phúc trong cuộc sống đó mới là thành tựu thực sự. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp trông như thế nào? Trong các cuộc hôn nhân lành mạnh, vợ chồng cư xử như những người bạn tốt nhất và dành thời gian chất lượng cho nhau. Các cặp vợ chồng thường có những sở thích khác nhau, nhưng một dấu hiệu quan trọng của một cuộc hôn nhân lành mạnh là các cặp vợ chồng tận hưởng sự đồng hành của nhau và tôn trọng nhau, cam kết và trẻ em. Làm thế nào để tôi có được cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất? Bí mật để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thứ nhất, trước hết, ngay cả những cặp đôi hạnh phúc cũng tranh cãi. Thứ hai, tập trung vào thế mạnh của nhau. Thứ ba, đừng mong đợi đối tác của bạn hoàn thành bạn. Thứ bốn, nhưng vẫn làm mọi thứ cùng nhau. Thứ năm, chọn để thu hút bởi người phối ngẫu của bạn. Thứ sáu, cười với nhau. Thứ bảy, hãy tốt với người khác. Thứ tám, kỷ niệm những khoảnh khắc nhỏ, tốt đẹp. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.